Xin mến cho toàn thể tất cả các anh chị em. Thì một người thợ ở trong tiệm của mình đó các bạn. Thì chị có một người khách vô làm bộ tháo bộ cuốn sách cũ ra và đắp bộ mới. Thì khi mà chị gỡ cái bộ cũ ra thì các bạn nhìn thấy cái bộ tai như thế này. Nó đen, nó giòn, rồi nó tráng, nó nhìn rất là tùm lum hết các bạn. Mà mới đầu là khi mà chị nhìn vô thì chị sợ hầu, tại vì chị nói là chắc là bị phân gợt, bị nắm, nước vô bị hư, móng tay thiệt rồi. Nhưng mà thật ra là đối với những cái bộ nail như thế này á, thì anh chị em mình phải nhìn nhớ kỹ nè, các bạn thấy không? Cái màu đen như thế này á, là các bạn dũa là nó sẽ bay đi, dũa cái màu giòn là nó bay đi luôn. À, khi mà trường hợp mà nó bị nước nó vô lâu ngày quá, nó bị nắm á các bạn, bị nắm, bị phân gợt á, thì cái móng thiệt của khách nó sẽ chuyển sang màu xanh. Đó, cái màu xanh, thì cái màu xanh đó là nó ăn vô trong cái móng, nó hư cái mục cái móng luôn rồi. Cho nên là mình sẽ dũa cái màu xanh nó không có được, nó không có sạch, nó không bay đi. Mà phải chờ cho khi nào cái móng thiệt của người ta nó mọc ra thì nó mới. Ở đây là các bạn thấy không, dũa màu đen nó bay đi, các bạn thấy chưa? Dũa, lấy cái đầu dũa nhóm medium, các bạn dũa clean sạch sẽ là cái màu giòn nó sẽ bay đi, màu đen nó sẽ bay đi. Thì lý do nó bị cái này á các bạn, thì đây là một bộ nail mà khi mình nói rất là nhiều lần trong những clip khác rồi. Khi mà các bạn làm những bộ nail như thế này á, thì đặc biệt các bạn chú ý khi mà các bạn đắp full set mà đắp bột màu á thì có rất nhiều bột màu, có rất nhiều loại khác nhau. Có cái bột màu á, khi các bạn đắp á, đắp bột màu lên á, là cái màu đó nó sẽ ăn vô trong móng thịt của khách. Khi mà các bạn tháo ra á, là cái màu đó nó vẫn còn trong móng thịt, nó chưa sạch liền đâu. Đó, nó thấm vô các bạn, nó thấm lên lớp trên của cái móng á. Cho nên là nó sẽ làm cho cái móng của mình á, nó thành cái màu của bột luôn. Trường hợp này là cái cô khách này có đắp cái bột màu nâu đen. Thì khi mà gỡ ra các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ ràng là gỡ ra là cái bộ móng của cô khách này là có cái màu nâu đen, đen đen đó. Là cái màu của bột cũ nó còn sót lại. Còn những cái dần dần các bạn, những cái dần dần này là nước đã bắt đầu vô rồi. Nước bắt móng nó hở, bộ móng nó cũ nó hở là nước đã bắt đầu vô rồi. Thành thử ra là khi mà các bạn đắp bột màu á, mà đối với những cái bột màu mà các bạn cảm thấy đắp mà nó ăn vô trong cái móng thịt của khách á, thì trước khi đắp bột màu lên là các bạn phải chú ý bỏ một lớp clear rất là mỏng. Các bạn lấy cái cọ các bạn lắm chấm một chút xíu clear thôi, quét một lớp thiệt là mỏng, mỏng như tờ giấy, để anh chị các bạn, để cho cái clear đó nó bảo vệ cái móng thịt của khách. Rồi khi mà các bạn đắp bột màu lên nhá, thì cái bột màu đó nó không có ăn vô móng thịt của họ. Rồi đến khi các bạn tháo ra là các bạn sẽ thấy là cái móng thịt của họ rất là sạch, nó không bị cái màu đó thấm vô, ăn vô trong móng thịt. Thành thử ra là đối với những cái loại bột màu mà nó không có dính vô tay thịt á, thì mình đắp trực tiếp lại cũng được, ok, không có gì hết. Nhưng mà đối với những cái loại bột màu mà nó thấm vô á, nó dính trong móng thịt của khách á, thì các bạn phải chú ý là mình bỏ cái lớp clear trước, hoặc là cái lớp natural bình thường thôi, đắp một lớp thiệt mỏng lên, sau đó là các bạn hãy đắp bột. Thì khi mà các bạn tháo ra cái móng của người ta nó không bị như thế này. Thì cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều, chúc các bạn luôn luôn thật nhiều sức khỏe và thành công, hoặc là mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.